Kính thưa quý vị thính giả, các giáo mục Việt Nam đã họp nhau tại Đền Thánh Đức Mẹ Bãi Dâu, Vũng Tàu từ chiều ngày 22 đến sáng ngày 26 tháng 4 vừa qua trong chương trình hội nghị thường niên kỳ 1 năm 2019. Liên quan đến hội nghị này, chúng tôi xin gửi đến quý vị cuộc phỏng vấn với Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, Tổng thư ký Hội đồng Giáo mục Việt Nam, Giám mục Giáo phận Mỹ Tho. Con kính chào Đức cha. Thưa Đức cha, như những người quan tâm đến cuộc họp của những vị chủ chăn của mình, chúng con xin Đức cha chia sẻ đôi chút về bầu khí của cuộc họp Hội đồng Giáo mục vừa qua khi những vị chủ chăn của các giáo phận trên cả nước gặp nhau ạ. Cảm ơn cha về câu hỏi rất thú vị này. Mỗi lần họp hội nghị là chúng tôi vui lắm, bởi vì trong năm thì cũng có dịp gặp Đức cha này, Đức cha kia, lúc này lúc khác. Nhưng mà chỉ khi đi họp hội nghị thì mới có thể gặp tất cả anh em giám mục, cho nên chúng tôi vui lắm, cười nói suốt. Cái niềm vui đó là niềm vui hiệp thông, bởi vì anh em gặp nhau thì kể cho nhau nghe những chuyện vui buồn ở trong giáo phận, chia sẻ cho nhau những thông tin, những kinh nghiệm, những âu lo và những hy vọng trong đời sống mục vụ, và đồng thời làm việc rất nghiêm túc. Chúng tôi cùng nhau lắng nghe những gì cần phải giải quyết, cân nhắc mọi vụ việc để có hướng giải quyết tốt đẹp nhất. Bầu khí chung là như thế. Về nội dung của cuộc họp thì trong biên bản hội nghị có đề cập đến việc biểu quyết phê chuẩn bản dịch tiếng Việt của sách lễ Roma và một số mùa sách các bài đọc của tiếng Việt và tiếng Kè Ho. Vậy xin Đức cha cho biết về nhu cầu của các bản dịch này và việc phê chuẩn như thế nào liên quan đến chuyên môn dịch thuật ạ? Ở đây thì có hai phần. Trước hết là về bản dịch tiếng Việt. Bản dịch tiếng Việt thì Ủy ban Phụng tự dưới thời Đức cha Phêrô Trần Đình Tứ làm chủ tịch đã làm việc rất là công phu trong nhiều năm, và bản dịch đó đã được Tòa Thánh chuẩn nhận rồi. Thế nhưng ngay sau này thì Đức Thánh cha Francisco lại khuyến khích các bản dịch gần gũi với văn hóa địa phương hơn. Cho nên Hội đồng Giám mục lại đề nghị Ủy ban Phụng tự nghiên cứu thêm. Và bây giờ thì Ủy ban Phụng tự có chủ tịch là Đức cha Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn, và Ngài đã làm việc ráo riết trong thời gian qua, chủ yếu là dựa vào bản dịch của Đức cha Tứ, rồi chỉnh sửa những từ ngữ hoặc là câu văn để có một bản văn tiếng Việt dễ đọc, dễ nghe và dễ hiểu hơn. Ở trong hội nghị của Hội đồng Giám mục vừa rồi thì Hội đồng Giám mục đã biểu quyết phê chuẩn bản dịch này và đệ trình Tòa Thánh để được xác nhận. Đó là về bản dịch tiếng Việt. Còn về bản dịch tiếng Cơ Ho thì đây là một công trình rất đáng quý của giáo phận Đà Lạt trong hướng truyền giáo và nuôi dưỡng đời sống đức tin của người dân bản địa. Đức cha Đà Lạt đã trình Hội đồng Giám mục với bản dịch này để được phê chuẩn. Sau đó chúng tôi gửi sang Roma để được xác nhận. Biên bản hội nghị có đề cập đến việc trao cho Ủy ban Giáo lý Đức tin và Ủy ban Phụng tự soạn thảo bản hướng dẫn đời sống đức tin cho các tín hữu. Vậy xin Đức cha cho biết về lý do và nhu cầu của bản hướng dẫn này ạ. Và dự kiến khi nào thì sẽ ban hành bản hướng dẫn ạ? Cha biết là mỗi giám mục có trách nhiệm hướng dẫn đời sống đức tin của dân Chúa trong giáo phận của mình. Thế nhưng mỗi một giáo phận không phải là một thực thể biệt lập và tách rời, mà luôn hiệp thông với các giáo phận khác trong cùng một đất nước, và hơn nữa là hiệp thông với giáo hội phổ quát. Thế thì trong hội nghị vừa rồi, khi chia sẻ cho nhau những thông tin về các sinh hoạt đạo đức ở nơi này nơi khác, thì một đàn chúng tôi rất trân trọng lòng đạo của anh chị em tín hữu, nhưng đàn khác chúng tôi cảm thấy âu lo và quan ngại về một số biểu hiện có vẻ lệch lạc trong đời sống đức tin cũng như trong cử hành phục vụ. Thế cho nên Hội đồng Giám mục đã trao cho Ủy ban Giáo lý Đức tin và Ủy ban Phụng tự nhiệm vụ là soạn thảo một văn bản
hướng dẫn đời sống đức tin cho anh chị em tín hữu ở Việt Nam trong giai đoạn này. Bây giờ đã sang tháng 5 rồi, chúng tôi dự trù sẽ có thể công bố trong tháng 6. Các giáo mục đã chọn mục vụ 3 năm 2019 đến 2022 là về giới trẻ. Vậy xin Đức Cha chia sẻ thêm chi tiết và ưu tư của các giáo mục về đề tài này ạ. Hội đồng giám mục chọn chủ đề giới trẻ cho 3 năm sắp tới 2019 đến 2022 là vì hai lý do này. Lý do thứ nhất là để đồng hành với giáo hội toàn cầu. Cha biết là Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới năm 2018 đã bàn về giới trẻ. Rồi mới đây Đức Thánh Cha Francisco đã ban hành tông huấn hậu Thượng Hội đồng Christus Vivit về giới trẻ. Thế những tài liệu này, những hoạt động này cần được triển khai trong các giáo hội địa phương. Nếu không thì những nỗ lực đó sẽ sớm rơi vào quên lãng thôi. Cho nên Hội đồng Giám mục Việt Nam chọn chủ đề giới trẻ để đồng hành với giáo hội trên toàn thế giới. Đó là lý do thứ nhất. Lý do thứ hai là mục vụ giới trẻ thực sự là công việc quan trọng đối với giáo hội Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Người trẻ là thành phần rất quan trọng ở trong đời sống giáo hội, không những là cho tương lai mà ngay bây giờ. Dân tộc Việt Nam là một dân tộc trẻ vì tỷ lệ của người trẻ trong đất nước rất cao. Và theo nghĩa đó thì giáo hội Việt Nam cũng là một giáo hội trẻ. Mà nếu nhìn vào thực tế thì người trẻ ngày nay đang phải đối diện với nhiều khó khăn và thách đố. Mà nếu họ không vượt qua được những khó khăn và thách đố đó thì chính người trẻ lại trở thành một vấn nạn lớn cho toàn xã hội. Thế cho nên chúng tôi muốn đồng hành với người trẻ trong đời sống đức tin cũng như trong đời sống xã hội. Các tông đồ ngày xưa khi đi theo Chúa Giêsu, các ngài là những người trẻ, và những người trẻ đó đã gặp được nơi Chúa Giêsu một hướng đi khám phá cuộc sống có ý nghĩa phong phú hơn, cho dù phải xuyên qua khổ nạn và thập giá. Ngày hôm nay cũng vậy, chúng tôi muốn đồng hành với người trẻ để đến gặp Chúa Giêsu và tìm nơi Chúa Giêsu cái nẻo đường dẫn đến một cuộc sống có ý nghĩa phong phú hơn cho chính bản thân của từng người cũng như cho giáo hội và xã hội. Vâng, chúng con những người thực hiện chương trình Vatican News tiếng Việt xin chân thành cảm ơn Đức Cha.